chào bạn, hôm nay mình có hẹn với một nhân vật rất đặc biệt. Bạn này chỉ là 2K1 thôi, là Gen Z nhưng mà lại rất đa tài. Nào là hát hay này, học giỏi này, diễn xuất tốt này và rất nhiều tài lẻ khác nữa. Vậy bạn là ai thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận, lúc bên em bao giờ cũng đang giận. Nói chung anh chỉ là thuốc an thần, với em anh chỉ là thuốc an thần. Nói em cũng nên dùng quá hai lần, nói em chỉ nên dùng lúc em cần. Với em anh chỉ là thuốc an thần, với em anh chỉ là thằng bạn thân. Thuốc tây cùng lá cây, nó chỉ làm em quá cao để xuống đây. Anh chỉ mơ những đắm say, đắm say. Em còn không muốn nắm tay, nắm tay. Nói anh nghe chuyện đắng cay, đắng cay. Mỗi khi theo người ta đi đó đây, gió mây. Em tìm anh chỉ khi nó uống say, rồi quá tay. Cơn giận nguôi rồi mai em sẽ bay, em sẽ bay. Tại sao lúc vui anh bao giờ cũng đang bận, lúc bên anh bao giờ cũng đang giận. Nói chung anh chỉ là thuốc an thần, với em anh chỉ là thuốc an thần. Nói em cũng nên dùng quá hai lần, nói em chỉ nên dùng lúc chỉ là thuốc an thần, với em anh chỉ là thằng bạn thân. Chào bạn, chào em. Hello anh. Anh thấy em cool ngầu hơn là so với trong những cái clip cover ha. Cho anh hỏi á, là một video cover của em á thì em làm mất bao lâu? Một video cover của em thì ít nhất là tầm khoảng một buổi, còn nhiều nhất là tầm khoảng một ngày. Ừ. Vậy ngoài cover ra thì em có đi làm hay là đi học không? Dạ có. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của nhạc viện và em cũng có đi hát ở những cái show acoustic á. Ờ, nhạc viện đó các bạn. Tức là My sẽ là một người rất là bận đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy cái công việc và cái cuộc sống của em á, em có cảm thấy là mệt mỏi hay áp lực không? Nếu mà em nói không áp lực thì là nói dối. Nhưng mà tại vì em luôn có gia đình cũng như là những vị khán giả ở bên ủng hộ, nên là tiếp cho em thêm một cái động lực rất là lớn để mà em cố gắng nhiều hơn. Vậy cái công việc của em á, thì tại sao em lại chọn chiếc Oppo A95? Và lý do lớn nhất mà em chọn chiếc điện thoại này là gì? Em sử dụng con A95 này bởi vì có dung lượng pin lớn. Ừ. Anh theo dõi những cái trang TikTok nè, Facebook với lại YouTube của em á, anh thấy em livestream khá nhiều, em cũng làm clip cover nhiều nữa. Vậy thì cho anh hỏi là với viên pin của A95 á, em sử dụng được bao lâu? Em sử dụng được tầm 2 ngày. Wow. Có lúc thì em chỉ cắm sạc xong rồi em đi make up hoặc là tập hát, rồi xong em rút ra là em có thể xài được cả buổi. Lý do thì anh thấy cũng đơn giản thôi, bởi vì chiếc Oppo A95 á được trang bị viên pin là 5000 mAh, cùng với đó là công nghệ sạc nhanh 33W. Nên khi mà em không có thời gian, em chỉ cần cắm sạc khoảng 15 phút thôi là em đã có được 30% pin rồi. Mà ngoài ra với viên pin lớn như vậy á, thì em có thể sử dụng nó rất là thoải mái trong vòng khoảng 2 ngày hòa hơn. Dạ. Vậy thì ngoài pin ra, em còn quan tâm đến điểm gì trên A95 nữa không? Bởi vì em cũng là con gái nên là cũng khá là chú trọng về cái vẻ bề ngoài của chiếc điện thoại của mình. Thì chiếc A95 này có cái mặt lưng là cái màu có thể thay đổi. Và đặc biệt là khi mà em không dùng ốp lưng nhưng mà vẫn nhìn rất là sạch, không có dễ xước như là mặt bóng. Anh thấy cái mặt lưng á, nó cũng khá giống với màu tóc của em đúng không? Dạ. Thì anh cũng sẽ chia sẻ với em và các bạn luôn là Oppo Glow là công nghệ đầu tiên được áp dụng lên những dòng điện thoại Oppo dòng A. Và cái công nghệ này sẽ mang đến cho em cũng như là các bạn một chiếc điện thoại có mặt lưng rất đẹp, có thể thay đổi được màu sắc theo điều kiện ánh sáng, và bên cạnh đó là không để lại mồ hôi và dấu vân tay. Nên khi mà em sử dụng lâu, em không cần dùng ốp thì nó cũng sẽ không có dễ bị bẩn. Và ngoài ra thì cái mặt lưng này á, nó cũng sẽ không có bị vết xước khi mà em sử dụng sau một khoảng thời gian dài. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy còn một điểm nữa anh muốn hỏi em là cái cảm giác cầm nắm của em ở trên chiếc Oppo A95 này như thế nào? Ngay cái lúc đầu khi mà vừa sử dụng thì em nghĩ là với một cái con máy mà có dung lượng pin lớn như vậy thì chắc là cầm cũng phải nặng tay lắm. Nhưng mà khi mà cầm lên tay thì em hơi bất ngờ bởi vì rất là mỏng nhẹ luôn. Ừ, cái dung lượng pin của nó lên đến 5000 mAh, rất là lớn đúng không? Ban đầu anh cũng nghĩ là nặng nhưng mà em thấy nặng không? Dạ không. Anh có một vài đứa em đó, nó là Gen Z thì anh thấy nó chơi game rất là nhiều. Còn đối với em á, ngoài học tập và làm việc ra em có chơi game không? Thực ra chủ yếu là điện thoại của em là dùng để làm việc. Nhưng mà chơi game thì em cũng có đó. Nhưng mà chủ yếu là em dùng để lướt Facebook, Instagram, dùng TikTok và YouTube. Thì lâu lâu thì chơi game thôi, nhưng mà
em có một cái tật xấu đó là không nhớ não cá vàng đúng không, hay bị não cá vàng là không có nhớ xóa cái đa nhiệm đi và để cho ứng dụng chạy ngầm á, thế là mình quên bán đi mất, nhưng mà cái chiếc điện thoại này vẫn chạy rất là mượt. Vì Oppo A95 được trang bị là 8GB, 8GB đã rất nhiều rồi, nhưng mà thêm 5GB mở rộng nữa là thành 13GB. Nên khi những cái tác vụ của em mà em quên xóa, máy vẫn để cho chúng ta một cái tốc độ xử lý rất là tốt. Và cái trải nghiệm của em lúc nào nó cũng mượt mà, nó không có bị xuống cấp. Đó là lý do tại sao mà Oppo A95 không có bị lắc. Thì ra là vậy. Là do dung lượng RAM của máy này rất là lớn. Dạ. Ngoài ra, sự kết hợp giữa ColorOS sẽ mang lại cho em một cái hiệu ứng và một cái trải nghiệm ở trên hệ điều hành này á, nó rất là mượt mà. Thì em có cảm giác như vậy không? Dạ, em cảm thấy là ngoài cái thao tác vuốt chạm kéo thả ra thì máy còn hoạt động rất là ổn định và giúp cho em tránh được cái việc là miss mail của đối tác. Cái này đúng là một thảm họa đó các bạn, bởi vì em là ca sĩ mà. Dạ đúng rồi. Thì người ta sẽ booking qua mail. Mà miss mail thì là mất tiền. Đúng rồi. Hầu hết những cái video cover của em ở trên TikTok cũng như YouTube á là em làm bằng điện thoại hết đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em có sử dụng app nào không? Dạ có. Hiện tại thì em đang sử dụng app BandLab. Ngoài ra để cover tốt thì chắc chắn là phải cần một camera nó xịn một chút rồi. Dạ. Thì em có thể chia sẻ một chút về camera của Oppo A95 được. Cái này thì là thú thật với anh á, là trước đây khi mà sử dụng những cái điện thoại khác á, là khi em quay clip xong là em sẽ có thêm một cái bước, đó là hậu kỳ. Đúng rồi, hậu kỳ và thêm filter vào. Nhưng mà bây giờ với cái chiếc A95 này thì em quay bằng camera thường, xong rồi em chỉ cần chèn nhạc vào và up lên thôi. Là em không cần bước hậu kỳ nữa, không tốn thời gian quá nhiều. Vậy á, sau khi sử dụng A95 và những chiếc điện thoại trước thì em đã tiết kiệm được thời gian bao lâu? Về cái việc mà quay clip cover đó, là em đã tiết kiệm được khoảng 50% thời gian so với trước đây rồi. 50%? Dạ. Còn em là con gái đúng không? Em có hay chụp hình sống ảo không? Dạ có. Em có đam mê chụp hình không? Dạ có, rất là đam mê luôn. Oh, wow. Vậy em có muốn cùng anh và các bạn đi ra ngoài test camera trên Oppo A95 không? Dạ ok anh. Ok, vậy chúng ta cùng đi nhé. Sau một khoảng thời gian anh với em cùng trải nghiệm Oppo A95 á, thì camera em thích nhất là điểm gì? Em thích nhất ở phần camera là chụp xong là có thể post liền luôn, không có cần chỉnh sửa gì hết. Và thêm một cái nữa là khi mà em chụp ngược sáng vẫn thấy rõ mặt của em, và thậm chí là background đằng sau vẫn rất là rõ. Mà em selfie á, thì nó cũng làm đẹp tự nhiên luôn ha, là em có thể up được luôn. Rồi, vậy sau khi một buổi trải nghiệm về Oppo A95 và một khoảng thời gian dài em sử dụng chiếc điện thoại này á, thì em thích nhất những điểm gì ở trên Oppo A95? Nếu mà nói là thích đó thì rất là nhiều luôn anh. Nhưng mà để em nói nha, em thích nhất là cái phần máy rất là mượt mà khi mà sử dụng. Tại vì em hay bị quên xóa đa nhiệm á, và chiếc máy vẫn có thể ổn định. Tại vì em làm việc và học tập trên chiếc máy này luôn, nên là chiếc máy có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của em. Thêm một cái là thiết kế, cầm rất là thiết kế nhỏ rồi, gọn, và mặt lưng nó thời trang mà rất hợp với em. Ok, rồi thứ ba. Và thứ ba là pin rất là trâu. Pin trâu. Sáng giờ là, nãy giờ là anh em mình trải nghiệm đủ thứ hết trơn á, và quay chụp, nhưng mà phần trăm pin vẫn là 85%. Wow, một buổi nhưng mà vẫn còn 85% pin. 85% luôn. Và thêm một cái nữa là camera đúng không? Dạ đúng rồi, thêm một cái nữa là camera. Mới gì nói luôn. Ok, thì anh thấy em hay cover thì chắc là điện thoại này nó sẽ giúp ích được cho em rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Vậy là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và Trang My cũng có rất nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Em có bao nhiêu nền tảng? Em hiện tại đang có 4 nền tảng. Là Facebook, Instagram, YouTube và TikTok. Nếu như bạn nào thích nghe những cái bản nhạc cover mà nó ma mị và nó hay một chút ấy, thì nhớ qua ủng hộ Trang My nhé. Rồi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.